Chào các bạn, chúc các bạn buổi tối vui vẻ. Mèo mẹ hơi mắc bất ngờ sinh năm chú mèo con các bạn. Ở đây là chuẩn bị bé thứ hai. Ở đây là bé thứ hai đã xong. Tại vì mắt không thấy đường, hơi kém, cho nên mình phải phụ cắt rốn cho cái cô mèo này. Nhưng mà cũng biết đường lắm nha, cũng siêng lắm, để con ra liếm liên tục. Liếm còn nhiều hơn mẹ sân đốc nữa. Hãy cho cô ấy làm mẹ một lần. Để hơi trễ, hình như là hơn 1 giờ sáng mới để, cho nên cái bé đầu tiên mình không có quay được. Vô là tại nghe thấy tiếng kêu á, cho nên là vô coi thì để ra ngoài rồi, để cái bé đầu tiên ra ngoài rồi. Mình chỉ quay được 4 bé còn lại. Những cái màu như vậy là thì cái lúc tại nó có cái màu đỏ đỏ đó, cho nên mình ám qua màu này cho nó đỡ bị ghê. Mẹ hôm mắt này siêng lắm, liếm liên tục. Mẹ sân đốc hồi bữa hả, là để ra nhiều lúc là không có biết liếm luôn. Mình phải để mấy con lại trước mặt. Mẹ hôm mắt này được cái là ăn dễ mà ăn nhiều. Bình thường là ăn nhiều lắm, cái gì cũng ăn được á. Hình như năm chú mèo con này đều vợ mình phải phụ cắt rúng, chứ để cho mẹ này thì không cắn được. Mẹ này thì hiền lắm. Này thì mình cho tại vì tình thế lúc này thì mình chỉ cho đẻ lần này thôi, rồi sau này mình không có cho đẻ nữa. Ba cái chú mèo con đầu thì đẻ nhanh, hình như tới chú thứ tư cũng khá lâu lâu, chắc là 20 phút á. Còn chú thứ năm hơn nửa tiếng luôn. Mình tưởng đâu ngưng hết rồi, ai về cái để thêm chú nữa là 5 chú luôn. Để xong là gần 3 giờ sáng. Cái này, đây là chú thứ tư. Mẹ hơi mắt này thì thấy để chú nào ra, chú mèo con nào ra cũng liếm nha. Chứ hồi bữa mẹ sân đốc là để chú mèo dện ra là không biết liếm luôn. Chỉ có liếm con mèo vàng không à, mới đẻ ra đã phân biệt rồi. Còn mẹ hơi mắt này thấy con nào cũng liếm. Cô phát này để nhẹ xong cái đầu mệt quá, ngồi nghỉ lao. Những bà mẹ lần này thì mình chỉ cho đẻ một mẹ là đẻ một lần thôi, là ngưng. Mình sẽ làm cách này cách khác để cho không có đẻ nữa. Một là mình triệt sản, hai nữa là mình sẽ nuôi riêng ra, một đực riêng, một cái riêng. Này đã là xong 4 em rồi. Còn em thứ năm này hơi lâu nha, hơn nửa tiếng tới em thứ năm.
Mèo con cũng hay quá ha. Mới đẻ xong cái biết kiếm chỗ bú rồi. Được cái mẹ hơi mắc này thì ăn ăn tốt cho nên mình nghĩ là về sữa thì yên tâm. Thật này mệt quá ngồi nghỉ lâu à. À, này chuẩn bị đẻ em thứ năm này. À, có một điều khác biệt là mẹ hơi mắc này lúc đẻ là mình cho không ăn nha. Còn hồi bữa mẹ Sơn Đốc này với mẹ Tam rồi đẻ là mình cho là ăn hết á, đang đẻ mà cho ăn tôm là ăn luôn á. Còn mẹ hơi mắc này không ăn. Rồi, em thứ năm đã ra. Cả năm em thì đều mình phải cắt rúng. À, nhiều lúc mèo cái thì nhiều lúc làm mẹ cũng là hạnh phúc của mấy ả, cho nên để cho mấy ả làm mẹ lần này. Vậy là mẹ heo mắt đã thành công sanh năm chú mèo con. Rồi, đến đây. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.